Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy đã đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người. Người bảo người dạy họ rằng: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai ăn khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiểu lầm, vì họ sẽ được đất nước làm ơn được. Phúc thay ai đó là sự công chính, vì họ sẽ được lo đủ. Phúc thay ai biết xót thương, vì họ sẽ được Thiên Chúa thương xót. Phúc thay ai có lòng trong sạch, thì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai ý đạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con, khi người ta lăng nhục bắt bớ các con và vì thầy, họ không qua mất con đủ mọi điều xấu. Các con hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con vào chương trình. Đó là lời cho nên người ta ghét hai cái chữ đó là chữ phúc,
thì muốn nói là biểu lộ tức là nguyện chúc mọi người một cuộc sống an vui hạnh phúc trong năm mới. Và cái chiếc của ông Giuse là ông sẽ bước vào một năm mới của Thiên Chúa, Thiên Chúa tình yêu và tình lòng thương xót. Sau khi được Chúa thánh tẩy trở thành một con đường tinh luyện thánh thiện, ông Giuse sẽ được tham dự vào năm mới vĩnh cửu của Thiên Chúa cùng với toàn đoàn chư thánh. Đó là cái chính phúc lớn nhất mà Thiên Chúa dành cho ông Giuse và cho cả cuộc đời chúng ta nữa. Chính phúc của niềm vui, chính phúc của bình an. Như thế là chúng ta thấy tám lời chúc phúc của Chúa Giêsu phát bảo chúng ta tư cách phẩm giá cao quý của người công dân nước trời, của người đi đua của chúng ta. Đó là gì? Đó là phó mẹ, tức là sự kính thác nơi Thiên Chúa, sự hiền lành, sầu khổ, sự công chính, lòng thương xót, sự trong sạch, hòa bình và bị bài hạn nữa. Và những này là yếu tố tích cực rất là đẹp, nhưng mà chúng ta mang lại những yếu tố đó là chúng ta cảm thấy là nó tiêu cực. Còn chứ bạn Thiên Chúa đó là những cái thử thách để trở nên thánh thiện, những cái sự sầu khổ bị bài hạn để trở nên những việc thành của Thiên Chúa. Tám lời chúc của Chúa Giêsu được đi kèm theo tám ân phúc để ban tặng cho mỗi người chúng ta. Đó là nước trời, đất nước là nước trời, sự an ủi của Thiên Chúa, sự trợ giúp của Thiên Chúa, lòng thương xót của người, được chiêm ngắm Thiên Chúa, được trở nên con Thiên Chúa, và cuối cùng là tham gia vào nước trời. Và thấy là cái việc đầu tiên của nước là nước trời thôi, nhưng mà để đi đến hành trình nước trời đó, ta thấy đó cũng rất là dài, ta không lo là bởi vì ở đó ta thấy có sự trợ giúp của Chúa, chúng ta cứu đuối, có sự nâng đỡ của Chúa, với lòng thương xót, sự tha thứ của Ngài, sự tha thứ của Chúa, không bỏ chúng ta, chú ý của chúng ta trong cuộc sống trên hành trình nước tin này. Cho nên suốt hành trình dương thế, ông Giuse và các đối tượng chúng ta nữa được mở cò để bước đi tám bước phúc tận này. Dù chúng ta thấy còn có những yếu đuối và giới hạn, nhưng chúng ta nhớ rằng có Chúa đồng hành với chúng ta để chúng ta đạt đạt tới được nước trời, trở thành công dân của nước Thiên Chúa. Và điều thứ ba con chia sẻ là cái con số 8. Con số 8 là con 8 phúc tận có ý nghĩa gì trong một đời hạnh phúc của chúng ta bây giờ? Chúa Giêsu ban tặng con 8 mối phúc thật, và chúng ta thấy còn có phúc khác nữa nó đang đằng sau con số 8 này. Chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần, một tuần lễ thứ 7 của ngày. Cho nên ngày thứ nhất trong tuần là từ cái tuần tới là ngày thứ 8. Cho nên ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ 8, chính là ngày mà Chúa sống lại, là ngày của sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, của sự tái sinh trong một đời sống mới với Đức Chúa Giêsu. Mặc dù tám là như vậy để diễn tả cái ý nghĩa sự phục sinh, sự sống lại trong sự sung mãn của Thiên Chúa. Và Tây Phương người ta là cái hàng người đó, chúng ta thấy là chúng ta có cái dưới dưỡng tồn đó, Tây Phương thì người ta xây các nhà thiền nhỏ đó, và hình bát giác, hình bát giác là tám cạnh, và giữa cái ra cung thành người ta đặt cái giếng trường tồn, tại vì cái người đi với đường trường tồn là được chết với Chúa Kitô và sống lại với người để diễn tả cái ý nghĩa đó. Cho nên ta thấy con số tám nó được tái hiện lại kiến trúc lâu, đó là cái giếng trường tồn trong những nhà nghiền hoặc tạm
就等把空气下来的一个热车从南港口出塞啊，一般的海南滚回八点回三星把我出塞要给人出啊，买雷炮拿阿姨屋回阿姨屋屋那一天来一般是等到的时候但是当我们就看刷灯笼不然就是看灯笼ที่สุดแสนเจริญเป็นยากก็ถูกต้องอยู่ก็บอกว่าเป็นยากที่สุดสิ้นมาบอกว่าชีวิตมาเนี่ยเป็นยากก็ถูกต้องอยู่เป็นยากสิ้นเป็นผู้หญิงที่ได้เจอในตอนนี้อยู่ที่สุดที่ต้องเดินทางถึงเมืองกุ้งลำที่สุดแสนว่าที่เราจะสร้างไหนเป็นยากสิ้นเป็นผู้หญิงที่ได้ให้หยุดวิริยะก่อนจะสร้างแรงแต่ที่เราจะเป็นเวลาคุ้มรับของชูแจก็แบบนุ่งจังปรับปรับชีวิตให้ดีขึ้นมีชูแรงบนมาบ่อทุกฟุตต้องมีผู้นำเดินทางบางท่านมีวิธีปีที่มาปรับดูแต่ในทางของชูแจที่หมู่ทั้งเส้นถึงแต่เส้นไหนกับเด็กสิจูนบอกว่าต้องดูแลตั้งแต่เด็กลูกแดงมาดูแลที่บ้าน